Chào đón tất cả những khán giả đã quay trở lại với Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Sau một thời gian phát sóng thì chúng tôi có nhận được rất nhiều thư từ phía khán giả cùng với một nội dung, đó là làm sao để chúng ta có thể trở nên hoàn hảo nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này với hai vị chuyên gia của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu chuyên gia tư vấn làm đẹp Thu Hương và biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Hai anh chị đã bao giờ tư vấn cho một người mà họ luôn luôn cảm thấy không hài lòng về bản thân mình mà muốn thay đổi tất cả không ạ? Thật ra thì trong làm đẹp thì đấy là vấn đề thường xuyên, Huyền Quỳnh ạ. Mình thường xuyên phải tư vấn cho những bạn mà có những khuyết điểm này, và chính bản thân các bạn ấy dù có đẹp rồi nhưng lúc nào cũng muốn đẹp hơn nữa. Vậy thì chúng ta không thể phủ định được là có người thì chỉnh sửa nhiều, có người thì chỉnh sửa ít, nhưng mà họ cũng đều có thể hoàn thiện được vẻ đẹp của họ. Ví dụ một người mà muốn thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài thì họ sẽ nên làm từng thứ một lần lượt hay họ nên làm một lúc tổng thể tất cả mọi thứ? Mọi thứ đều phải có lộ trình, bởi vì cơ thể mình là một cơ thể sống. Tôi nghĩ là mọi thứ đều cần phải có thời gian hồi phục và người ta phải chỉnh sửa dần dần, nhưng mà cùng một thời gian. Mà có một cái điều rất là thắc mắc là liệu Camellia Hat thì có làm những cái công cuộc gọi là đại tu đại phẫu này không? Dạ tất nhiên là có rồi ạ. Bên Camellia Hat của em có liên kết với những bác sĩ đứng đầu của Việt Nam và những bác sĩ ở Hàn Quốc, và liên kết với những bệnh viện lớn của Việt Nam để về phẫu thuật và chỉnh sửa. Đây là một cái xu hướng mới mà rất nhiều thẩm mỹ viện Việt Nam cũng đã và đang để cùng tiến hành, đúng không ạ? Cùng nhau liên kết với một bệnh viện lớn về sắc đẹp ở bên Hàn Quốc. Xong vào những cái dịp mà lễ Tết hoặc những dịp mà người ta có thời gian rảnh là cứ book bác sĩ về. Vâng, thì chắc là ạ. Bên Camellia Hat thì có bác sĩ Hàn Quốc về có nhiều không? Theo định kỳ cứ khoảng tầm 1 tháng thì có bác sĩ về một lần ạ. Chịu đầu tư. Và em thấy một cái điều rất hay, đó là bây giờ các thẩm mỹ viện thì đều liên kết với những bệnh viện lớn để phòng tránh được tất cả những cái rủi ro không đáng có. Thêm một điều nữa mà mình có thể nhận thấy đấy là hỏi tại sao tất cả các công nghệ của Hương luôn luôn được update, hóa ra cứ hàng tháng Hương lại có một chuyên gia về để update thêm quy trình. Có một điều thú vị như thế này ạ, đó là trong phần lớn khán giả gửi thư về thì có một phần không nhỏ trong đó khán giả là nam giới. Những cái dịch vụ dành cho nam giới thì nó có khác gì với các dịch vụ dành cho nữ giới không? Thật ra bây giờ nhu cầu làm đẹp không chỉ dành riêng cho các bạn nữ, mà các bạn nam cũng muốn đẹp. Khi mà đẹp ý, trong công việc của mình sẽ tự tin hơn này, có nhiều bạn thấy yêu đời hơn. Đơn giản là chỉ vậy thôi, chứ không phải chỉ riêng là nữ mới cần đi phẫu thuật thẩm mỹ, Huyền Quỳnh ạ. Ngày hôm nay thì chương trình sẽ có một nhân vật đương nhiên là nam giới rồi. Và ngay bây giờ thì xin mời hai chị sẽ xem một vài hình ảnh về chàng trai này nhé. Mọi người khi gặp mình thì đều thắc mắc là tại sao mình trông không có béo, mặt mình sao to quá vậy. Ai gặp mình cũng nói vậy. Mình thấy cái đó cũng là điều là mình khó chịu. Nhưng mà trong đó là mình đã có nỗ lực giảm cân rất là nhiều rồi. Nhưng mà người mình có ốm lại, có giảm lại, nhưng mà mặt mình cũng vậy. Và mình thấy theo thời gian thì nó sẽ to hơn, nó càng tròn hơn. Mình tên là Trần Trung Tính, mình 23 tuổi và đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang có nhiều thời gian rảnh cho nên mình muốn ra ngoài này để đi du lịch, đi tham quan. Với cả mình là mình có tìm hiểu về một số dịch vụ làm đẹp thì mình muốn ra đây để trải nghiệm. Tại vì theo mình tìm hiểu thì cái dịch vụ làm đẹp ở Hà Nội rất khá là uy tín và mình rất là yên tâm. Vấn đề lớn nhất của mình là gương mặt mình quá tròn, với lại cái phần thịt hai bên má rất là nhiều, rất là to, xương hàm của mình cũng rất là to. Mình thì làm công việc tự do và hiện tại thì mình đang trong thời gian nghỉ để chuẩn bị cho công việc mới của mình sắp tới. Mình sẽ làm bên ngành làm đẹp. Đối với công việc mới của mình thì mình cần một ngoại hình phải chỉnh chu hơn, phải đẹp hơn để thuyết phục được khách hàng của mình. Các nét của mình đều ở mức trung bình thôi, và mình muốn nếu như mà sau khi mà mình thay đổi thì mình sẽ muốn đẹp hơn. Mình muốn làm thon gọn mặt, muốn làm mũi cao hơn, cầm dài hơn một tí. Trước đây thì mình có tiêm thon gọn mặt tầm 2 năm rồi. Đối với mình thì lúc mình tiêm xong thì mình thấy nó cũng có hiệu quả, nhưng mà không lâu sau thì nó đã trở lại ban đầu rồi, và mình thấy nó không có hiệu quả cao. Gương mặt của mình vẫn vậy, hoàn toàn không khác gì cả, và mình không muốn đi tiêm lại nhiều lần như vậy. Mình mong muốn là sau khi phẫu thuật xong thì diện mạo của mình sẽ thay đổi mới hoàn toàn, và các nét trên gương mặt của mình sẽ được rõ hơn và đẹp hơn, và mọi người sẽ có một cái nhìn khác về mình.
Hiện giờ gương mặt của cậu nói thế nào nhỉ? Cũng rất là ấn tượng. Mắt một mí và mũi cũng khá thẳng và mặt tổng thể là hơi to và tròn. Nét của cậu này thì tôi nhìn thấy có một điều gì khá đáng yêu và rất là châu Á. Như Hương thì Hương thấy vẫn rất thích gương mặt của bạn ấy, nhìn mặt bạn rất là baby. Đúng. Nhưng mà có thể là bạn ấy muốn mình trở thành một hình ảnh nào khác. Dạ đúng đấy ạ. Trung tín của chúng ta thì đang rất là mong muốn thay đổi hình ảnh và chàng trai này thì lại rất là yêu thích những ngôi sao Hàn Quốc. Hai anh chị sẽ tư vấn cho Trung tín như thế nào ạ? Cái đầu tiên chắc là phải làm giống mình nhỉ, cũng phải có một chút mũi. Và em xin tư vấn thêm là nên nhấn mí cho Trung tín để mắt của chàng trai này sẽ to hơn và nhìn sẽ sâu hơn. Và nữa nếu mà được thì nên làm thêm cằm. Công nghệ cằm bây giờ công nghệ gì mới? Như bên KMH hiện tại là sẽ là độn cằm cấu trúc 6D Super V-Line ạ. À, nghĩa là nó làm cho V-Line của những người mặt siêu to cũng trở thành V-Line. Vâng. Và trông rất là tự nhiên nữa. Thời gian hồi phục ngắn không? Thời gian sẽ là mất một tuần. Sau đó khi mà cắt chỉ là dần dần nó sẽ thon gọn dần vào. Tiếp đến là về mắt này thì bọn mình mắt cậu bé này đang là một mí và rất là dài đuôi. Vâng. Làm lên hai mí và gọi là mở góc mắt các thứ thì có đơn giản không? Cũng rất là đơn giản. Sẽ là cắt mí plasma tạo mí tròn to. Vì mắt quá dài nhưng mà cắt mí thông thường thì khá khó ra để bây giờ em cảm thấy là cứ càng ngày lại càng có những công nghệ rất là tiên tiến. Và thôi chăm nghe không bằng một thấy, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Trung tín để xem rằng Camilla Art có giúp Trung tín thực hiện ước mơ của mình hay không. Xin mời quý vị. Hôm nay mình thay mặt Camilla Spa đến để tư vấn cho bạn về thay đổi diện mạo bên ngoài. Thì không biết là bạn đang có nhu cầu về muốn thay đổi về phần gì? Theo bạn nhận xét thử về gương mặt của mình thì như thế nào? Mình đang thấy thì mặt bạn ấy hai cái phần bên xương hàm đang hơi to một chút. Mũi thì hơi thấp ở phần sống mũi. Mắt thì hơi bị sụp một chút. Mình có thể cắt mí và nâng mũi và làm gọt hàm. Dịch vụ mà bạn tư vấn cho mình thì mình đều cần hết. Nhưng mà bạn có thể tư vấn kỹ hơn cho mình là mình sẽ làm cái phần đó như thế nào? Cái này thì sau khi bạn mình tư vấn và sẽ được gặp bác sĩ sẽ tư vấn kỹ lại hơn và sau đó mình sẽ xét nghiệm và sẽ được làm phẫu thuật. Mình muốn cải thiện như vậy thì mình sẽ làm từng phần theo nhiều lần lần lượt nhau hay là mình sẽ làm cùng một lần luôn? Tùy thuộc vào cơ địa của mình xem mình có làm cùng một lúc được không, hoặc là mình sẽ phải giãn cái thời gian ra. Sau khi phẫu thuật thì bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho bạn và sẽ dặn dò bạn về những cái điều mà mình nên tránh. Rất là cảm ơn sự tư vấn của bạn và hy vọng là sau cái lần thay đổi diện mạo này thì công việc của mình sẽ tốt hơn và mọi người sẽ yêu thương mình hơn và có cái nhìn khác của mình. Bên mình hy vọng là sau khi bạn đã sử dụng những cái dịch vụ này của bên mình ý, thì mình sẽ thay đổi về cái diện mạo bên ngoài. Trước đây mình có theo học và làm việc trong lĩnh vực thời trang, chính vì vậy mình vô cùng yêu thích và luôn theo đuổi cái đẹp. Sau khi được tư vấn, mình đã trải qua 2 ca phẫu thuật, đầu tiên là nâng mũi và cắt mí. Các bác sĩ sử dụng phương pháp nâng mũi bọc sụn 9D Hàn Quốc và cắt mí plasma tạo mí to tròn. Ca phẫu thuật có thời gian là hơn 2 giờ đồng hồ. Do cơ địa lành tính nên chỉ sau 1 tuần là mình đã cắt chỉ ở mũi, còn mắt thì cũng đã bình phục và đỡ sưng hơn rất là nhiều. 10 ngày sau, mình bước vào giai đoạn làm cằm. Do phẫu thuật mũi và cắt mí khá thành công nên đến ca phẫu thuật này mình không còn lo lắng mà vô cùng háo hức. Trải qua 1 giờ phẫu thuật với phương pháp độn cằm cấu trúc 6D Super V-Line, ngay cả khi cằm chưa hết sưng, mình đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Mong rằng sau những lần thay đổi này, mình sẽ có được ngoại hình giống như ngôi sao K-pop. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong số Let's Style này chúng tôi không công bố quá trình phẫu thuật của Trung tín với rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng một trong những lý do đó chính là Camilla Art muốn giữ lại bí quyết cho riêng mình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem kết quả của Trung tín. Xin mời Trung tín ra sân khấu của Let's Style.
Trung Tín. Quá trình thay đổi của Trung Tín chắc hẳn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và bạn có thể chia sẻ cho khán giả cùng được biết hay không? Trong quá trình thay đổi của em thì cũng có một số khó khăn, nhưng mà theo bên cơ sở của chị Trần Thu Hương thì giúp đỡ em rất là nhiều, và em cảm thấy rất là thoải mái và tin tưởng, cho nên là thấy không sao cả. Nhưng mà Quỳnh thấy là cái quá trình đó thì thay đổi rất là nhiều, thì động lực nào khiến bạn có thể bắt đầu một cái quá trình thay đổi như vậy? Tại vì theo cái công việc sắp tới của em thì cần cái ngoại hình hoàn thiện hơn. Với cả mong muốn của em là cũng muốn có một ngoại hình hoàn thiện hơn và đẹp hơn để em có thể tự tin hơn. Nhưng mà chị nghĩ là kiểu cả để thay đổi cả một quá trình ấy, thì khi đó thì em có sợ hãi gì không? Theo tâm lý chung của tất cả mọi người thì khi mà trước khi bước vào cuộc phẫu thuật thì em cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi trải qua cái lần đầu tiên là em đã phẫu thuật cắt mí mắt thì em đã không còn sợ hãi nữa, và em rất là háo hức đến những cái sự thay đổi. Còn háo hức luôn hả? Dạ, vâng. Bây giờ thì em rất là muốn nghe nhận xét của anh Tôn Hiểu Anh ạ. Tôi chỉ quan tâm là trước đây thì cậu mong muốn có một hình ảnh như thế nào, sau này mình sẽ trông như thế nào? Trước đây thì mí mắt của em hơi bé và mũi thì không được cao, và khuyết điểm lớn nhất của em là mặt rất là tròn và to, thì em muốn khắc phục tất cả những điểm đấy. Và cậu muốn mình có một hình ảnh trông rất là hot boy đúng không? Dạ, vâng. Trắng trẻo, mũi cao, đấy có phải nói rõ là cậu muốn điều gì để chúng tôi xem được là điều cậu muốn và kết quả bây giờ nó có bằng nhau không? Hiện giờ tôi nhìn thấy cậu này nhìn rất là nhiều góc khác nhau thì rất là đẹp, và có một cái tổng thể cần phải khắc phục thêm nữa là những cái mỡ ở phía má này thì chắc chắn thì đều có thể giải quyết được đúng không Hương? Dạ vâng, sẽ đều giải quyết được anh ạ. Cái đấy rất là đơn giản. Có rất là nhiều phương pháp để làm cho cái má này tan đi đúng không? Dùng dạ, kể vâng. cả hai phu, những cái công nghệ cao, dùng tiêm mỡ má vân vân. Thì tôi nghĩ là đây là một giai đoạn đầu tiên, là một lộ trình số 1 đã chấm dứt đầu tiên, là bạn đã có những nét rất là hoàn hảo, bây giờ phải chỉnh sửa để cho nó tinh tế hơn. Bạn có thể quay mấy góc nghiêng cho chúng tôi ngắm được không? Đó, nghĩa là góc nghiêng 1/4 này là góc hoàn hảo nhất của bạn bây giờ. Ừ. Góc 3/4 vẫn ổn, mà đến góc trực diện thì mình mới nhìn thấy được là cái má của mình vẫn hơi nhiều mỡ. Số cân nặng của em bây giờ là bao nhiêu cân? Số cân nặng của em hiện tại là tầm 63 cân. Và cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m72. Thế là cân nặng của bạn hơi nhiều, vừa phải tập luyện để săn chắc lại cơ thể, và nó cũng sẽ giúp được tan mỡ ở trên gương mặt đi. Nhưng mà mỡ trên mặt thì thực sự là một thứ cũng khá khó giải quyết, và thôi cũng đã có phương pháp mới của Hương rồi. Hương đã thấy hài lòng chưa? Em thì vẫn muốn làm thêm một chút nữa. Sau khi mà tiêm nhỏ mặt này, em còn muốn tạo một ít khuôn hình ở môi cho bạn ý. Thực ra để thay đổi một người một cách hoàn hảo, đây là làm cho khuôn môi được rõ ràng hơn. Tôi rất là hồi hộp điều này, có mất nhiều thời gian hơn nữa không hả Hương? Dạ chắc là có lẽ là chỉ mất tầm 1 tháng nữa thôi anh ạ. Thì đó có thể là một lời hẹn với khán giả đến với Quỳnh. Và Trung Tín, bạn có muốn tiếp tục chinh phục ước mơ thay đổi bản thân của mình hay không? Dạ vâng, hiện tại thì em rất là háo hức. Cảm ơn Trung Tín, xin cảm ơn Thu Hương, cảm ơn anh Tôn Hiểu Anh, cảm ơn Trung Tín đã tham gia trải nghiệm chương trình, và chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau thêm một con đường nữa. Quý vị và các bạn thân mến, phẫu thuật thẩm mỹ vừa đơn giản mà lại vừa phức tạp. Đơn giản là vì hiện nay có quá nhiều những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ được mở ra, và để thực hiện thì lại là một điều không hề khó. Nhưng phức tạp là khi bạn tìm được một cơ sở thẩm mỹ uy tín và đủ điều kiện, và tìm cho mình được những phương pháp phù hợp nhất với bản thân. Hãy theo dõi chương trình của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những kiến thức về làm đẹp các bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go.